động khiết Trúc Anh Đài tàn nát sự nghiệp vì scandal tình ái. Là biểu tượng về vẻ đẹp trong sáng ở thập niên 2000, thậm chí từng đặt một chân vào hàng ngũ ngôi sao hạng A ngang hàng với Triệu Vi, Châu Tấn. Tuy nhiên, cách đây gần 10 năm, khi scandal ngoại tình ập đến, sự nghiệp của Động Khiết xuống dốc không phanh. Từ một ngọc nữ màn ảnh, Động Khiết trở thành hồ ly tinh giật chồng. Ngọc nữ của màn ảnh Hoa ngữ. Sinh năm 1980 tại Liêu Ninh, Trung Quốc, Động Khiết xuất thân từ vai trò là diễn viên múa. Sau khi tốt nghiệp trường múa, Động Khiết được cử về đoàn ca múa nhạc quân khu Quảng Châu. Khác với nhiều diễn viên trẻ, con đường đến với nghệ thuật của Động Khiết khá êm đềm. Tháng hạnh phúc của đạo diễn Trương Nghệ Mưu và nhanh chóng nhận được vai chính cô gái mù Ngô Dĩnh. Và có lẽ, hiếm có diễn viên nào may mắn như Động Khiết khi ngay trong bộ phim đầu tiên, cô đã được đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Bách Hoa. Sau ngày tháng hạnh phúc, Động Khiết lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn, nhưng thời điểm này cô chưa xác định phim ảnh sẽ là con đường đi của mình. 2 năm sau khi đóng bộ phim đầu tay, Động Khiết mới đồng ý tham gia bộ phim thứ hai mang tên Thiên Thượng Lý Nhân. Với vai diễn này, Động Khiết đoạt giải ảnh hậu tại Liên hoan phim Tokyo lần thứ 15. Năm 2003, Động Khiết vào vai Lãnh Thanh Thu trong phim Kim Phấn Thế Gia mà nhanh chóng nổi tiếng toàn châu Á. Diễn xuất ăn ý của Trần Khôn và Động Khiết trong phim đã chinh phục trái tim mọi khán giả và họ được trao giải thưởng cặp đôi diễn hay nhất tại Liên hoan phim truyền hình Trung Quốc 2003. Cũng nhờ vai Lãnh Thanh Thu, Động Khiết nhanh chóng trở thành ngôi sao sáng chói của làng điện ảnh Trung Quốc thời bấy giờ. Cũng từ đó, cô gắn liền với hình ảnh mỹ nhân hiền diệu, thuần khiết. Năm 2007, Động Khiết nhận vai Trúc Anh Đài trong Tân Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài. Đây được xem là một thử thách đối với Động Khiết, người chuyên vào vai những mỹ nữ thanh thuần, nhẹ nhàng. Thêm một lần nữa, Động Khiết lại chứng minh được rằng mình hoàn toàn có thể vào vai những nhân vật hoàn toàn khác nhau, đặc biệt là vai Trúc Anh Đài thông minh, mạnh mẽ. Sở hữu vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện cùng lối diễn xuất tự nhiên, nhẹ nhàng, chỉ 3 năm từ khi dấn thân vào làng giải trí Hoa ngữ, Động Khiết đã trở thành sao hạng A, điều mà không ít tên tuổi phải nhọc công nỗ lực trong nhiều năm mới có được. Thời ấy, mỹ nhân sinh năm 1980 luôn nằm trong danh sách ngũ đại hoa đáng, gồm Triệu Vi, Trư Tử Di, Châu Tấn, Phạm Băng Băng. Trong sự nghiệp của mình, Động Khiết để lại ấn tượng trong lòng khán giả, hình ảnh một thiếu nữ với vẻ đẹp dịu dàng chân phương, đôi mắt sáng long lanh, đôi má bầu bĩnh, cùng với đó là lối diễn tự nhiên. Cùng VGT xem lại những bộ phim kinh điển của Động Khiết. Ngày tháng hạnh phúc, đạo diễn Trương Nghệ Mưu năm 2000. Động Khiết xuất thân là một diễn viên múa của đoàn ca múa nhạc quân khu Quảng Châu. Trong một lần tình cờ, Động Khiết casting cho phim điện ảnh Ngày tháng hạnh phúc. Cô gái nhỏ lúc bấy giờ đã vượt qua 50.000 người khác và được chọn vào vai nữ chính. Trong phim, Động Khiết hóa thân thành cô gái mù Ngô Dĩnh. Ngày tháng hạnh phúc từ tiếng Anh Happy Times mô tả cuộc sống của những mảnh đời bất hạnh. Từ những con người xa lạ họ trở thành gia đình, gắn bó với nhau không khác gì ruột thịt. Bộ phim mang tính nhân văn sâu sắc này đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả. Kim Phấn Thế Gia, đạo diễn Lưu Quốc Quyền 2002. Lấy bối cảnh Trung Quốc những năm 30 của thế kỷ trước, Kim Phấn Thế Gia là bộ phim khắc họa những góc tối thối nát đằng sau vẻ hào nhoáng, giàu sang của gia đình Thủ tướng Quốc vụ Viện Kim Thuyền. Động Khiết vào vai Lãnh Thanh Thu, một cô gái nhà nghèo vượt khó, có học thức và cá tính. Lãnh Thanh Thu đã viết nên truyện tình vượt qua mọi rào cản của địa vị xã hội khi nên duyên cùng vị thiếu gia Kim Yến Tây, Trần Khôn đóng. Cái kết bi thương của Lãnh Thanh Thu và Kim Yến Tây, Trần Khôn đến tận bây giờ vẫn là một nỗi ám ảnh của khán giả. Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài, đạo diễn Trần Tuấn Lương 2007. Nhắc đến Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài thì hẳn tuổi thơ của ai cũng từng xem qua. Đây là tác phẩm kinh điển được ví như Romeo và Juliet phương Đông. Động Khiết sau chuỗi ngày bánh bèo không lối thoát đã hóa thân hoàn hảo thành Trúc Anh Đài. Trong phim, vì giả nam nên Động Khiết phải tham gia hầu như tất cả các hoạt động mà nam sinh thời xưa tham gia như cưỡi ngựa, đá cầu, thậm chí là đánh nhau. Từ cuộc hôn nhân hạnh phúc tới người đàn bà đáng ghét nhất làng giải trí. Thế rồi, khi đang ở đỉnh cao của danh vọng, Động Khiết quyết định kết hôn, làm mẹ. Được biết, cả hai đã có tình cảm với nhau từ hồi đóng phim. Trước sự theo đuổi của Phan Việt Minh, Động Khiết nhanh chóng cảm động và sau 3 năm hẹn hò, cả hai quyết định đánh dấu tình yêu bằng một đám cưới. Cô về một nhà với nam diễn viên Phan Việt Minh vào năm 2008 và nhanh chóng đón con trai đầu lòng ít lâu sau đó. Thời điểm ấy, có khá nhiều lời gièm pha tới Phan Việt Minh. Nhiều người cho rằng anh thua kém Động Khiết về mọi mặt từ danh tiếng cho tới tiền bạc. Bỏ ngoài tai mọi lời đồn thổi, Động Khiết vẫn quyết định nên duyên với Phan Việt Minh. Quyết định này của người đẹp khiến mọi người yêu quý cô hơn vì cho rằng Động Khiết là người yêu tình cảm chứ không bị ảnh hưởng bởi vật chất ngoài thân. Ngay ấy, trong mắt mọi người, cuộc hôn nhân của Động Khiết và Phan Việt Minh được xem là hình mẫu cho hạnh phúc của mọi gia đình. Khi Phan Việt Minh bị tai nạn nguy hiểm ở phim trường, người ta thấy Động Khiết túc trực bên cạnh hàng ngày. Tuy nhiên, mùa xuân đi qua, mùa hè nóng bỏng lại tới, sự ngọt ngào ngày cũ được thay thế bằng những nghi ngờ, cãi vã.
Năm 2012, Đổng Khiết và Phan Việt Minh bất ngờ tuyên bố ly hôn. Hình ảnh hôn nhân hạnh phúc ngày nào bỗng chốc tan vỡ khi hàng loạt tin đồn sau đó được hé lộ. Tháng 10 năm 2012, Đổng Khiết thông qua công ty quản lý tuyên bố đã ly hôn với Phan Việt Minh. Câu chuyện bắt đầu khi quản lý của Đổng Khiết tiết lộ nguyên nhân khiến cặp vợ chồng vàng ly hôn là do Phan Việt Minh là kẻ bạo lực, thường xuyên đánh đập vợ con, lại nghiện cờ bạc. Người quản lý này cũng cho biết Phan Việt Minh thường xuyên ghen tuông với các bạn diện của Đổng Khiết, khiến cuộc sống gia đình vô cùng bí bách. Một ngày sau, phía Phan Việt Minh bác bỏ các thông tin trên. Cũng trong thời gian này, nữ diễn viên 38 tuổi bị tố ngoại tình với Vương Đại Trị trong khoảng thời gian làm thủ tục ly hôn với Phan Việt Minh. Ngoài ra, còn có thông tin rằng vì Đổng Khiết mà Vương Đại Trị đã bỏ người vợ vừa mới cưới 4 tháng của mình. Truyền thông ngày ấy còn xôn xao vì thông tin rằng người tung hình ảnh còn giữ clip nóng của Đổng Khiết và Vương Đại Trị. Vụ tai tiếng này biến Đổng Khiết từ một ngọc nữ và người mê trở thành người đàn bà lẳng lơ hư hỏng. Sau scandal, Đổng Khiết mất sạch danh tiếng đã xây dựng bằng cả thanh xuân. Sự nghiệp lụi tàn, nhan sắc xuống dốc. Từ ngọc nữ của màn ảnh, Đổng Khiết trở thành người thứ ba bị căm ghét nhất của làng giải trí. Chuyện ngoại tình không phải là điều hiếm, nhưng Đổng Khiết bị ghét nhiều đến vậy, có lẽ do fan hâm mộ cảm thấy bị phản bội với hình ảnh ngọc nữ mà bấy lâu nay mọi người lầm tưởng về cô. Sau scandal, Đổng Khiết nhốt mình trong nhà, suốt 2 năm không đóng phim. Thực ra sau scandal nổ ra, cũng không có đạo diễn nào có ý định mời Đổng Khiết đóng phim vì sợ rằng phim ra bị tẩy chay. Năm 2015, Đổng Khiết vào vai Mẹ Hổ Bố Mèo, đóng cùng Triệu Vy. Vai diễn Tiểu Tam Đường Lâm trong Mẹ Hổ Bố Mèo bị khán giả gièm pha khi cho rằng cô đang thể hiện chính hoàn cảnh của mình trên phim. Đổng Khiết cũng chỉ biết im lặng và không một lời thanh minh nào. Các vai diễn sau này của cô được giao cũng không còn hiền lành mà ngược lại mang nét đạo đức giả và thâm hiểm. Trải qua một thời gian sự nghiệp xuống dốc và gần như đóng băng, Đổng Khiết đã trở lại mạnh mẽ trong năm 2018 bằng hàng loạt dự án phim ảnh nổi bật. Từ những bom tấn cổ trang ăn khách như Tam Quốc Cơ Mật, Hậu Cung Như Ý Truyện đến phim gia đình gần đây nhất là Bảo Vật Của Cha, hình ảnh của mỹ nhân đình đám một thời từng bước được khán giả đón nhận trở lại. Thoát khỏi vai phú sát lang hoa quỷ kế đa đoan, nhưng cũng lắm bất hạnh của Hậu Cung Như Ý Truyện với Bảo Vật Của Cha, Đổng Khiết vào vai một cô thư ký xinh đẹp, tự lập. Phong Thiên Tân mồ côi mẹ từ nhỏ và được lớn lên trong vòng tay của cha cùng hai em trai. Tuy nhiên, vì từng bị tổn thương trong tình cảm nên cô không có ý định lập gia đình. Cuộc sống của Thiên Tâm cứ êm đềm trôi đến khi Vương Thước, Địch Thiên Lâm thủ vai xuất hiện. Tại thời điểm phát sóng ở Trung Quốc, phim luôn nằm trong top đầu tỷ suất người xem truyền hình. Vốn là diễn viên thực lực, Đổng Khiết đã thể hiện thành công một Phong Thiên Tâm khi quả quyết, cứng rắn lúc mềm mỏng, dịu dàng. Cô còn đặc biệt ghi điểm với người hâm mộ bằng sự trẻ trung xinh đẹp. Nói chung, từ một ngọc nữ và người ái mộ, Đổng Khiết trong phút chốc trở thành kẻ bị cả Trung Quốc ghét bỏ. Trong giới giải trí, chuyện ngoại tình thật ra chẳng còn xa lạ mấy với công chúng. Tuy nhiên, do Đổng Khiết để lại ấn tượng khá mạnh với khán giả bởi hình tượng băng thanh ngọc khiết, nên khi scandal ngoại tình diễn ra như một cú tát cho người hâm mộ. Ở tuổi 38, nữ diễn viên hiện tại cũng bình thản hơn khi đối diện với các lời chỉ trích. Đồng thời, thay vì đóng những vai diễn trong sáng như lúc mới vào nghề, Đổng Khiết chọn những vai diễn gai góc hơn. Với sự thay đổi hình tượng này, hy vọng trong tương lai, Đổng Khiết sẽ phần nào vớt vát lại niềm tin của công chúng dành cho mình.